Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Một đứa cho này anh em ạ nào. Người xanh lè này em ơi. Xong lên bảng điểm số kẹo có luôn được cô ra. Một khởi đầu khá là tốt lành anh em ạ. Quá ổn. Khởi đầu như này thì quá ngon rồi. Gấu ra cộng với MP mình nhé. Đậu xe mặt đây. Nào. Đậu xe mặt đây nào. Ui. Đậu xe mặt đây nào. Lên bảng điểm số nha bạn. Đây. Còn máu có đá mọi người ạ. Đơn giản là bởi vì là kẹo đã hết máu mà. Đấy. Cuốn cho full máu luôn nhé anh em. Ok mọi người. Nó lại ngon quá nhỉ các bạn ơi. Thế này thì ổn quá rồi. Chuẩn bị lego thôi nào. Đây kẹo qua phía này. Ok mọi người, tay súng 3 này. Rồi nhé, túi máu các kiểu tuyệt vời. Ui. Thật nào ngày mình công nhận là càng vẫy trời anh em ạ. Xíu nữa thì kẹo lại đai ở chứ anh em. Đây. Cái bộ trang phục mới anh em thấy ngầu chưa? Quá ngầu nhá. Mất tiêu đạn súng tự liên rồi anh em ơi. Chơi tạm sức ăn nha. Đành vậy thôi anh em. Ui, có bên này à? Có bên này à? Nó có bên này anh em ạ, nó qua bên này anh em ạ. Ui ui, bóc mình nữa hả? Ghê vậy sao chơi bạn ơi. Ghê vậy sao chơi bạn ơi. Ok này, 3 viên. Lên bảng điểm số nha bạn. Móc sĩ kẹo đâu có dễ đâu bạn ơi. Ok các bạn nhá. Có được mạng thứ 3 rồi. Ngon lành. Wow. Loot đồ thôi anh em ơi. Thêm đạn súng trường hả? À mình qua sắt này coi. Xem nó có gì nhá. Nó cũng toàn đạn súng trường là trời yếu này. Đấy. Thêm tiểu liên này. Ok ngon. Đó lượng phun tiểu liên đó nha các bạn ơi. Ngon lành. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị là chạy qua mấy chỗ khác anh em ơi. Tiếp tục săn mạng thôi nào, có xe mà. Đấy, vừa lượm thêm được một cái tay súng 2 nhá. Scope 1X thì mình có từ lúc nãy cơ. Đây gài nút của mình này. Lấy câu thôi. Chạy thôi mọi người ơi. Theo chân kẹo và tiếp tục săn mạng thôi nào anh em. Sao anh có để tóc trắng đẹp mà anh hết thích để tóc trắng rồi mà. Đấy, mình chạy lên phía đây nhé mọi người. Ok ok. Xem là người đâu nhỉ anh em. À đây rồi. Có ngay một đứa nha các bạn ơi. Xong luôn. Ngon lành. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn nhỉ. Kẹo sẽ lượm thêm máu nhá. Tuyệt vời. Thằng này có phóng lựu nhưng mà kẹo không có chơi à. Đây. Thêm máu đây. Xong thêm máu rồi. Ngon lành. Bây giờ chúng ta sẽ lên cầu trời nha mọi người ơi. Lên cầu trời để kiếm thêm mạng nhé. 4 mạng rồi. Chú anh thông một nhà anh. Ok anh sẽ cố thông một nhà em. Wow, lấy cầu thôi nào các bạn ơi. Lợn lờ quay mặt cho anh coi. Uầy. Không thấy thêm người anh em ạ. Ok ok. Thôi kệ đi, mình cứ lợn lờ quay mặt cho anh con nào anh em. À. Vòng qua bên này nhé anh em ơi. Ok ok đây. Đây, chạy vòng qua bên này nhé. Có người ngay chỗ này anh em ạ. Chỗ nào vậy ta? À đây. Nhà này hả? Bạn ơi đừng phá xe mình nhé bạn ơi. Nó đang ngồi ngay góc của thang anh em ạ. Mình có 4 quả lựu này. Mình có 4 quả lựu này. 4 quả lựu này. 4 quả lựu này, chạy đi bạn ơi. Hết canh anh rồi nhé. Ok này. Bạn thứ 5 dành cho xích kẹo nha mọi người. Mày tính canh anh à? Nó chạy vòng lên nó canh mình anh em ạ. Né đạn hay đấy em. Nhưng mà
Làm sao mà ăn được kẹo hả bạn? Ok, quần máu đây. Trong UAV thì không có ai cả đâu mọi người ơi. Vắng quá mà. Let's go thôi anh em ơi. Uầy, xe vẫn đang còn nguyên anh em ạ, nó không bán xe mình. Thế thì ngon. Let's go nào mọi người ơi. 17 thằng nữa cả, hơi đâu đấy. Đây, cứ chạy qua hướng thính 240 đấy nhá. Chưa thấy ai cả các bạn ạ. À, phía dưới nó chỉ là một chiếc xe Motor mà thôi. Vậy thôi kệ. Kẹo sẽ không lựa Motor nha, bởi vì là chạy xe này đang ngon nhá. Đấy, chạy xe này đang ngon, lựa Motor để làm cái gì hả các bạn ơi? Đấy không? Đây là quanh cái khu khu dân cư coi. Xem là có ai không nhỉ anh em. Kẹo chưa thấy thêm một ai nữa cả này, khá là vắng nhá. Nó lại vắng vẻ quá nhỉ anh em. Đây, kẹo qua nhà máy điện một xíu nha. Bây giờ kiếm được cái nâng giáp nữa, lên được giáp 4,5 thì quá ổn các bạn ạ. Uầy, không có ai quanh khu nhà máy điện cả các bạn ơi. Kẹo là kẹo, chỉ muốn kiếm thêm nâng giáp thôi mà. Kiếm nâng giáp ngoài này hơi khó các bạn ạ. Mình nhớ là có một cái nâng giáp ngoài này nữa thì phải này. Chạy hẳn ra bên này coi. Không thấy anh em ơi. Lại xem nào. Đây, đổi qua cái bom keo, có gì mà bị cái địch bắn thì mình còn dựng bom keo được. Đó, let's go thôi các bạn ơi. Về không thấy, bây giờ ghé qua cái khu vực tháp đồng hồ một xíu nhỉ anh em. Ok, tăng giáp lên trọng cổng trời kìa. Uầy, xíu nữa nha bạn ơi. Thật ra này khu nào cũng có tăng giáp mà bạn. Đấy, anh em có thấy tăng giáp là anh em tăng giáp thì ở đâu có sao đâu. Qua phía này kẹo nghĩ là cũng có này. Chẳng qua là quyết cho nó lượm chưa mà thôi. Ok anh em, lượn lờ qua mấy chỗ này coi. Cho nó lượm cả cho anh em ạ. Kiếm tăng giáp phần này hơi khó này. Let's go thôi. Đây, còn lại có 12 người chết nữa cả. Thế nhanh, cố gắng kiếm cấp 1 luôn anh em ạ. Nào lên phía trên coi. Phía trên có ngay một cái thính ở hướng đâu. Vẫn là con xe mòn tôi chắc lúc nãy mà thôi. Uầy, có người không vậy? Không có người đánh thôi. Đây, thế bây giờ mình lên cổng cho luôn nhé anh em. Từ từ, lượn là nốt cái khu thung lũng cái đã. Xong lên cổng cho là vừa. À, xe máy này. Vào đây làm gì vậy? Uầy, xem nó chạy được anh em ơi. Đậu xanh đứng lại em ơi. Ok này, mạng thứ 6 dành cho xích kẹo nhé bạn ơi. Thêm đạn xuống trường này. Let's go. Xe mình thì vẫn còn đây thôi. Nào, tiếp tục lái xe săn mạng nhé anh em ơi. Ok các bạn. Đây, let's go thôi nào. Tưởng ở chỗ này mà ngon hả bạn ơi. Thêm một kèo nhé cũng được. Vào đây mọi người ơi, chạy qua phía thính này coi. 30 này. Có ai đến lượm thính không vậy? Giáp 3 thôi mọi người ạ. Giáp 3 thì khỏi lượm luôn nhé. À, mấy bạn này bắn nhau càng quá cơ. Ok ok, còn lại có 8 mạng này. Rồi nhá, cố gắng chạy hát kiếm giúp một lần nha. Đây, ui, thêm một đứa đã bị hạ vì bom nữa cả, hay là bị hạ vì tự hạ phóng lựu vậy. Ok anh em, 7 đứa. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lớn hơn 10% rồi anh em ạ. Wow, đông người quá mà anh em. Còn lại 7 đứa này. Nhanh cố gắng tìm ra vị trí của chúng nó anh em ơi. Ok, bây giờ chúng ta xuống đèo đá là vừa nhá. Xuống đèo đá nào các bạn ơi. Đây rồi.
cùng kẹo tiếp tục săn bạo nào anh em ơi. Ui, ngay vụ này gờ. Người đâu thì kẹo không có thấy anh em ạ. Vẫn đang còn nguyên 8 người nhá. Ngoài này có một cái nâng giáp ở chỗ này nhưng mà cũng đã bị ăn rồi. Còn đâu anh em? Wow, UAV lại không có ai cả. Căng quá nhỉ các bạn ơi. Nó lại căng quá nhỉ các bạn. Phía ngoài này có thính hả? Thôi kệ đi, mình không ra ngoài đâu nha em ơi, bởi vì là bot nó thu rồi. 25 mắt xem à? Ok ok, mình sẽ cố gắng top 1 để không phụ lòng các bạn nhé. Wow, 5 thằng nữa. Lợn lờ con mày chốt đấy con nào. Không thấy một ai cả anh em ơi. À đây, ngay người bo hả bạn ơi? Vào bo đi bạn ơi. Nào, đợi cho nó vào bo thôi anh em ơi. Mình biết là có một đứa đang chạy bo vào cơ mà. Nào, đây à? Đây à ơi. Úi dồi ôi nào. Anh bảo cơ mà, không vào bo giờ là cũng đa rồi nha. Đây các bạn đây, lên xe thôi anh em. Ok ok, cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến 25% rồi nhé. Ôi phía trên anh em ơi. Lên luôn phía trên nào các bạn ơi nào. Sắp top 1 rồi. Cố lên nhé anh em. Ui, một đứa đứng ngay phía trên anh em ạ. Để coi nào mọi người. Nhảy xuống đi bạn ơi. Nó không chịu nhảy xuống anh em ơi. Vẫn đứng ở trên mà canh cả. Có nhảy xuống không hả bạn? Ui, cực lưu hả bạn đây. Bye bye, mình chạy đây. Nó biết vị trí của mình rồi. Càng quá nhỉ. Đây, giả vờ chạy ra ngoài này. Nó nhảy xuống giờ đấy mà anh em. Mày nhảy xuống mới xanh mộ với anh nhá. Nào, chạy đâu hả em? Úi dồi ôi nào. Cho chú xây xe anh đấy. Chạy đâu hả em ơi? Nào, ôi nó chạy đâu rồi anh em ơi? Chạy đâu mà kỹ thế nhỉ các bạn ơi. Thôi kệ nhá. Kẹo cứ vào trong mò trước cái đã nhá. Vào trong mò trước rồi là chúng ta sẽ kệ nó luôn nhá. Ok anh em, xem cái chỗ nào ok xíu. Hình như nó bị hạ vì mò rồi anh em ơi. Chắc là vậy rồi. Tại vì mò này thu cũng căng mà nó chạy như thế đi hay bị hạ vì mò rồi. Hai người đã nha anh em ơi. Ok ok, còn lại có hai mạng nữa mà thôi này. Ôi lại thêm một đứa đã bị hạ này. Wow, gắt chưa các bạn ơi. À, đây sẽ là cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và thế còn lại nhá. Hạ cũng nếu mà hạ cùng được mạng cuối thì kẹo sẽ có được 8 kill top 1 nhá. À, 8 kill top 1 nhá anh em ơi. Cuồng quá toàn nói lộn thôi. Đây rồi mọi người, cuối đâu anh em thấy thằng cuối chưa nhỉ? Bây giờ thì mình cứ lận lờ mình chạy xung quanh nhá, để do thám tình hình coi các bạn ạ. Kill nốt thằng này thì 8 kill top 1 rồi. Cơ hội chiến thắng 50-50. Nó đâu rồi nhỉ anh em ơi? Kẹo đâu thấy đâu, hoặc là nó cũng không chịu bắn luôn cơ. Ui, mod thì càng ngày càng nhỏ rồi. Chạy ra ngoài này đâu thì ai đâu. Không có một ai đấy mọi người ạ. Đậu xanh đảo đâu ra người bây giờ hả các bạn ơi? Bon nó thu lại tại phía này này. Chắc là nó thấy mình rồi, chẳng qua là nó không dám bắn thôi. Ok, có giỏi qua đây nó ơi. Nào nào. Nó không dám qua anh em ạ. Mình chạy xe mình trêu nó luôn chứ. Chạy xe trêu nó luôn chứ mình ngại gì nó hả anh em. Ok,
Bo nó lại thu kiểu dở dở cơ. Đây rồi. Đâu rồi? Đây á. Đây á bạn ơi, nào, đây á. Ui, P90 cả. P90 cả. Đậu xanh này P90 cả. Ui rồi, automat cả. Tuổi gì em? Quẩy nào các bạn ơi. Trời ơi, tôi 1 rồi này. Cầm chảo đấm nào. Ui rồi ôi. Ăn mừng nào các bạn ơi. Tuyệt vời. Yes. Như vậy là ở trong cái ván đấu này thì Kẹo đã có được top 1 với 8 kill rồi nha mọi người ơi. Ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.